đại biểu, quý thầy cô, các vị khách quý và toàn thể các bạn, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa ban giám khảo, quý vị đại biểu, quý thầy cô, các vị phụ huynh và toàn thể các bạn. Môi trường và các tệ nạn xã hội đang là những vấn đề nhức nhối toàn cầu. Các loại rác thải như ni lông, nhựa mà thời gian phân hủy từ 500 đến 1.000 năm đã gây ra những ảnh hưởng hết sức tiêu cực đến môi trường thế giới. Nhưng thay vì ngồi chờ chúng tự phân hủy, chúng ta hãy hành động, không xả rác bừa bãi, hãy thu gom, phân loại và tận dụng giá trị của nó. Nhóm thiết kế chi đội lớp 9A chúng em với ý tưởng táo bạo và đầy sáng tạo đã thiết kế nên bộ sưu tập ngày hôm nay. Mở màn là bộ trang phục với tên gọi Lúa Vàng. Bộ trang phục được lấy ý tưởng từ cánh đồng lúa quê hương ngày mùa, với niềm hy vọng muốn quảng bá về văn hóa Việt Nam, nền văn hóa lúa nước. Điểm nhấn của bộ váy là phần vòng phía sau với hình ảnh những cảnh lúa chín chú bông. Chi tiết này được gắn từ phần eo đến vai, phần chính là khung làm từ vòng thép, mang ý nghĩa biểu tượng rằng hình ảnh cây lúa luôn sát cánh với nông dân Việt Nam. Hai tà váy phía trước và sau cấu tạo từ ni lông và giấy tái chế. Phần này được chúng em thiết kế với sự kết hợp hài hòa giữa hai màu sắc trắng và vàng. Phần váy bồng bềnh gợi lên cho chúng ta một vẻ thanh bình của làng quê Việt Nam trong những ngày lúa chín chữ bông. Đó là báo hiệu của một mùa lúa bội thu, tượng trưng cho sự ấm no đủ đầy trong đời sống nông dân Việt Nam. Cuối cùng là chiếc mấn trong bộ trang phục lúa vàng. Chiếc mấn đội đầu được các bạn học sinh lớp 9A chúng em thiết kế từ viền cắt tông tái chế và đính lên đó là những viên đá lấp lánh. Chúng ta dành một tràng phát thanh lớn để chúc mừng cho phần thi đầu tiên của chi đội.